Hello mọi người, hôm nay ngày 29 tháng 7 nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lên một đợt cá mới nha. Thì trong combo ngày hôm nay mình cũng miễn phí ship nha mọi người. Hôm nay tổng cộng cũng chỉ có 6 combo thôi nha. Combo số 1 là 4 bé nha mọi người, 120k và được miễn phí ship nha. Cá tơ xây chung nha mọi người, số điện thoại của mình là 0983 260016 nha. Cá này dành cho anh em tập chơi nha, mình bán đúng với giá trị của con cá thôi nha mọi người. Combo số 1 nha mọi người, 120k 4 bé và được miễn phí ship nha. Có một số cá mình quay mình mấy ngày trước mình bán chưa được, hôm nay mình gom vô combo mình bán luôn nha mọi người. Nhớ đăng ký và like kênh giùm mình nha. Hôm nay ở quê mình mưa cũng rất là lớn nha mọi người, ngập hết rồi. Mình xin nhắc lại nha, tất cả combo cá trong ngày hôm nay mình đều miễn phí ship nha. Chỉ cần chụp màn hình lại và các bạn kết bạn Zalo với mình, gửi đúng mã số cá thì mình sẽ ship cho mọi người nha. Combo số 1 là 120k 4 bé nha mọi người, được miễn phí ship nha. Toàn bộ là cá trống hết nha mọi người. Số 2 nha mọi người. Combo số 2 là 140k nha. Combo này thì chỉ có 3 bé thôi nha mọi người, và được miễn phí ship nha. Thì mình quay cụ thể từng bé hết nha. Bạn nào chốt combo nào thì vui lòng chụp màn hình lại và nhắn tin cho mình nha. Mình bán giá rất là bình dân nha, mong anh em ủng hộ. Combo số 2 nha, mình xin nhắc lại nha, 140k trên 3 bé nha, được ship nha mọi người. Đây là bé Nemo nha mọi người, bé này mình cũng rất là thích nha, nó có cái tay bơi nữa, size cũng tầm khoảng 3.5 này đó mọi người, có thể ép được nha. Còn bộ số 2 này cũng khá là đẹp ạ. Chỉ có 140k và được miễn phí ship nha. Tiếp theo là combo số 3 nha mọi người. Combo này là 140k và được tổng cộng là 4 bé nha. Combo số 3 này vẫn là 140k nha, nhưng mà combo này là được 4 bé nha các bạn. 4 bé và được miễn phí ship nha. Ghét ra nha, cô ghét Galaxy nha mọi người. Cái này mình quay bằng kính đó mọi người, cho nên cá nó đã kè nhìn không đẹp lắm, nhưng mà ở ngoài thì nhìn cá nó đẹp lắm nha. Cũng có một vài lần mình cho kè hai bé chung nhau, nhưng mà không biết sao bị YouTube nó quét hoài. Combo số 3 nha các bạn, 140k và được miễn phí ship nha, 4 bé nha. Hôm nay mình lên tổng cộng chỉ có 6 combo thôi nha mọi người. Cá mình lên thì mình thấy cái con nào đẹp thì mình bán giá cao xíu nha. Còn bé nào mà mình không thích lắm hoặc là nhìn nó không đẹp thì mình bán giá thấp nha mọi người. Combo số 3 nha, 4 bé nha mọi người, 140k và được miễn phí ship ạ. Bán cá vì niềm vui đam mê thôi mọi người, chứ thực chất phí ship cao lắm. Ví dụ như cái đơn hàng 140k mà phí ship 135k rồi, phí ship 35k rồi thì mình chỉ nhận được khoảng 105.000 thôi mọi người. Còn tiền đóng hộp nữa nha mọi người, tiền đóng hộp và tiền bọc nữa mọi người. Combo số 4 nha, 200k trên 3 con bé và được miễn phí ship nha mọi người. Combo số 4 này đẹp nha các bạn, tất cả đều có thể ép được nha. Trong combo số 4 này là cá dài chuẩn ép hết đó mọi người. Cái này là bé Nemo nha, cũng rất là đẹp, nhưng mà tuy nhiên kẹ không đẹp lắm, đang bán coi ghét nha mọi người. Coi ghét Cooper ạ. Combo số 4 này là 200.000 nha mọi người. Combo này đẹp nha, 200.000 là cá đẹp nha các bạn. 200.000 ba bé như được miễn phí ship.
này cũng khá là đẹp nha các bạn, Carter dây chung nha. Đây là một bé Nemolacy nha, bé này cái bản đuôi rất là đẹp nha, cái vảy nữa mọi người. Cho nên combo này trị giá là 200k nha mọi người. Combo số 4 này nha, 200k nha, ba bé được miễn phí ship ạ. Thì chỉ còn hai combo nữa là kết thúc clip rồi mọi người. Giờ này mình đi ăn cũng tối rồi nha mọi người, giờ này tầm khoảng 8 giờ tối rồi đó nha. Combo số 5 nha, 180k trên ba bé và được miễn phí ship nha. Coi ghép Galaxy rồi mọi người. Cái này cũng size chuẩn F cho mọi người, cái này rất là đẹp nha. Cái này từ vào tới 7 tới hôm thì rất đẹp nha mọi người. Combo số 5 nha, 180k và được miễn phí ship. Đây là bé Nemo nha mọi người, bé này ở ngoài đẹp lắm nha, nhưng mà vào đây không chịu kè gì hết mọi người. Sao mình phải đổi ta? Một số 5 nha, 180k. Đây, đơn giản là một bé Nemo nha mọi người. Một số 5 nha, 180k nha mọi người. Đây, bé này cũng rất đẹp nha, Nemo Galaxy nha. Rồi đây là combo cuối cùng trong ngày hôm nay nha mọi người. Combo số 6 nha, 220k trên 3 bé thì được miễn phí ship nha. Colgate Galaxy với Nemo Galaxy mọi người, combo này cũng khá là đẹp nha. Đặc biệt là hai bé Nemo Galaxy nha. Tới bây giờ thì mình vẫn còn thích Nemo Galaxy rất là nhiều nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký và like kênh cho mình nha. Đây Nemo nha mọi người, vẫy đẹp luôn nha mọi người. Combo số 6 nha. Galaxy và Colgate Galaxy chơi thì nó lâu chết. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha.